Hello, chào mừng tất cả mọi người là đến với kênh của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhá. Thì mọi người ơi, đáng ra là nghỉ rồi nhưng mà mới về hai siêu cọp nên là không thể cưỡng lại được cái sự đẹp của nó. Thì em Hiền xin phép review cho tất cả quý anh chị em bạn bè xa gần được xem nhá. Vâng, trước màn hình của tất cả quý anh chị em và bạn, em Hiền đang review hai siêu cọp. Đầu tiên là một chiếc đai lằn dán keo nguyên con, hình ảnh đại bàng tượng trưng như này, luôn bay lượn mạnh mẽ và đáng cắp nha mọi người. Đấy, đây là dán keo nguyên con luôn, chiếc đai lằn siêu cọp. Rất nhiều anh chị em bạn bè đang quan tâm chiếc đai lằn, và ngày hôm nay thì vừa về một con siêu cọp siêu đẹp luôn nha. Đó, dán keo nguyên con, đẹp từ đầu ốc tán này, trời ơi xuất thần luôn nha, siêu đẹp. Giá công khai 14.500.000 đồng cho một chiếc đai lằn keo nguyên con, ốc tán 7 màu nha mọi người. Và đặc biệt máy nổ thi thầm luôn. Em Hiền sẽ để, anh để thử máy giúp em. Em Hiền sẽ để nổ máy cho mọi người cùng xem nhá. Bật đèn lên anh. Đợi bật đèn lên. Thi thầm mềm ru luôn. Một chiếc đai lằn siêu cọp dán keo nguyên con từ đầu tới chân, không một vết rạch trước, ai ưng thì chốt đơn nhá. Mấy hôm nay rất nhiều anh chị em bạn bè đang kiếm đai lằn thì nhanh tay chốt đơn cho em Hiền đi. Đó, biển số 59S176740. Lốc máy trên đét trơ xe, xe đẹp liền lạc, quay hơi tối một tí nha mọi người. Giá công khai cho chiếc đai lằn siêu cọp vừa về, để cho tất cả quý anh chị em cô dì chú bác xa gần, 14.500.000 đồng. Mọi người mua xe tại cửa hàng bên em Hiền đều được test thử này, chạy thử thoải mái trước khi lấy, và thậm chí chạy thử một tuần luôn. Và đây, một chiếc AB đầu bò. Ai đang quan tâm dòng AB đầu bò cọp thì nhanh tay chốt đơn cho em Hiền đi. Một chiếc AB đầu bò siêu cọp, siêu yêu, siêu đẹp luôn. Và đặc biệt có chống trộm đầy đủ mọi người nhé. Có đầy đủ chức năng chống trộm này. Bật lên không gạt thế, kêu tích 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 luôn nhé. Đây. Đấy, đề không được nhá, phải bọc thắng mới đề. Đấy, đó. Ghê chưa? Em đầu bò chìa khóa chống trộm đầy đủ đây. Biển số 62B102965. Lốc máy zin đét theo xe luôn. Dàn chân ốc tán sáng và không một tì vết, không một lỗi lầm nào luôn. Máy nổ không nghe tiếng nha mọi người. Và giá công khai cho chiếc AB siêu đẹp ngày hôm nay 14.500.000 đồng. Ai thích đây lần 14 năm chốt đơn em. Ai thích AB đầu bò chốt đơn em, đúng 14 năm một cặp luôn. Lâu lâu này gặp hai chiếc xe khác nhau mà trùng giá, thế mới độc và lạ luôn nhá. Bây giờ thì chúc mọi người buổi tối thật nhiều niềm vui và một giấc ngủ thật ngon. Em Hiền chào mọi người yêu thương. Thích thì chốt đơn nhanh và liền em Hiền nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em các bạn những clip tiếp theo nhá. Xin chào mọi người.